Sa mạc Kalahari, nơi của những vẻ đẹp kỳ bí, nơi luật lệ được đặt ra bởi những gã khổng lồ, nơi là nhà của những sinh vật nhỏ bé luôn học cách ngẩng cao đầu. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống của những sinh vật bé nhỏ trong một quang cảnh bao la. Cây vằn châu Phi phát sóng vào lúc 22 giờ ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2015 trên kênh SCTV 12. Kính mời quý khán giả đón xem.